Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngành y tế của tỉnh Bắc Giang vẫn đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu phòng dịch. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng chống dịch đặt ra yêu cầu cao hơn là phải tăng cường giám sát trên diện rộng để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Từ khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, khoa xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh luôn phải huy động toàn bộ nhân lực làm việc với cường độ cao nhất để vừa đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm các nhiệm vụ chuyên môn khác của khoa. Hiện khoa đang bố trí đội ngũ nhân lực gồm 14 người tập trung cao cho công tác xét nghiệm, chia thành 3 nhóm: lấy mẫu bệnh phẩm, tách chiết và chạy máy, phân tích kết quả. Do nguồn nhân lực ít mà khối lượng công việc lớn nên tất cả các thành viên trong 3 nhóm đều phải làm việc liên tục mà không được chia ca. Trong mỗi một chu kỳ làm thì chúng tôi phải khử nhiễm, mất từ 12 cho đến 24 phút, thì thường là trung bình nó mất khoảng 2 tiếng trong một chu kỳ chạy 12 mẫu. Vậy nếu làm đơn thuần, nếu chỉ ngày làm 8 tiếng thôi thì một ngày chắc cũng chỉ tách chiết được khoảng 48 mẫu. Mà với cái khối lượng mẫu hàng ngày và nhu cầu ở các ca nghi ngờ, ở các khu cách ly và đặc biệt là các đối tượng mà từ những vùng có dịch trở về thì cái lượng mẫu nó tăng lên rất là cao. Vậy đòi hỏi là phải tăng cường cái khả năng làm lên. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngay từ khi có các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đoàn kiểm tra, giám sát, đội phản ứng nhanh, đội chống dịch cơ động, tổ chống dịch tại các xã, thị trấn, đặc biệt xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 và chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, thuốc cấp cứu, dịch truyền, máy thở oxy. Tinh thần là anh em luôn luôn chủ động, sẵn sàng, cả trực thường trú. Công tác này là công tác không biết lúc nào nó diễn ra, nên là chúng tôi tổ chức là trực thường trú, cả ngoài giờ lúc nào cũng sẵn sàng. Công tác phòng chống dịch trong cái giai đoạn tới thì sẽ đòi hỏi sẽ phức tạp hơn và cần phải tập trung nhiều là phòng chống cái việc lây ra cộng đồng. Đấy. Đó là cái việc chủ động giám sát tất cả từ cái hệ thống phòng chống dịch bệnh từ dưới địa phương, thôn bản rồi lên theo cái hệ thống phòng chống bệnh truyền nhiễm và cả vào cuộc của hệ thống chính quyền để nắm bắt, rà soát được tất cả những cái trường hợp mà ngay biểu hiện là nghi ngờ hoặc là có những yếu tố dịch tễ mà chưa được cách ly hoặc là có những dấu hiệu nghi ngờ để tổ chức thực hiện là xét nghiệm. Đấy. Điều tra dịch tễ, xét nghiệm để phát hiện bệnh sớm. Mặc dù hiện nay tỉnh Bắc Giang chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19, nhưng khả năng lây nhiễm là rất cao. Cho nên bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, thì việc người dân hạn chế tụ tập đông người là việc làm rất quan trọng để hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.